Xin chào các bạn đã đến với kênh Thành Nhân Vacation. Và hôm nay tôi sẽ tham quan nhà 9 gian, khách sạn 9 gian. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đây là khu vực ở mỗi người chúng ta sẽ cùng tham quan một khu vực. Một khu nhà cổ điển, khu nhà chưa xây xong, nói chung là ở một nhà hoang, không ai ở cả. Đây là biển khách sạn 9 gian, ăn ngủ nghỉ giải khát, tắm thuốc dân tộc, tham quan hầm rượu. Đây cầu thang này quá cổ điển, cái này là xây dựng từ hồi còn bé. Hàng trăm năm. Đây kia là nhà 7 gian nhé các bạn nhé. Không phải nhà 9 gian đâu. Nhà 7 gian kia vẫn coi là nhà hoang. Ở đây là có cái biển là cấm tập trung ăn uống, đốt lửa, xả rác bừa bãi. Nhà này cũng như là nhà hoang. Đấy, cũng xây dựng từ lâu rồi, quá cũ rồi. Đây là khu vực toàn cảnh đằng sau của khách sạn 9 gian. Nói chung là rất là đẹp. Đây là cái biển nhà 9 gian. Ở đây có đặc sản là cá hồi, cá tầm, ếch hương, gà 6 cựa. Phòng là từ 1 đến 4 giường, tắm thuốc lá người giao. Còn cà phê là cho thuê la kéo hát, đốt lửa trại. Và số điện thoại chúng ta có thể nhìn trên màn hình ở dưới nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nhà 7 gian nhé các bạn nhé. Đây là căn nhà được xây dựng rất lâu. Nó cũng như là một nhà hoang cơ. Đấy, cũng như là một nhà hoang. Thì chất liệu là làm bằng gạch nhá các bạn nhá. Gạch rất lâu rồi. Một khu nhà có thể coi là đây là một nhà hoang. Rèm riết các thứ gỡ hết sạch. Nhà vệ sinh. Một căn nhà hoang, nói chính xác là đây là một căn nhà hoang mà tôi rất là sợ những cái loại nhà hoang. Đấy. Từ mùi của phòng đến không gian nhà rất là hạn hẹp luôn, nên là tôi sẽ không tham quan. Tôi chỉ xem thôi. Quá là bẩn luôn. Đây là khu nhà hội trường. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và ở đây cũng có một cái lối lên trên mái nhà. Vào mái nhà. Đùa thôi. Chưa lên đây là ngắm được toàn cảnh luôn. Đó. Và ở sân đây chúng ta có thể thấy đây chính là mấy cái bãi rác luôn. Nó như là một bãi rác luôn. Đấy. Không thể chấp nhận được là trong sân này có nhiều rác đến nỗi như vậy. Đấy, toàn rác là rác thôi, không bảo vệ được môi trường. Miêu làm gì đấy? Làm gì có ai? Khóa cửa rồi. Đập là đền đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là những cái đỉnh núi. Quá đẹp, đỉnh núi Mẫu Sơn, rất là hùng vĩ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cái biển màu xanh, có ghi chữ là dã ngoại. Thuê lều trại 150.000 một cái. Thuê chỗ nghỉ, chỗ ngồi. Tôi cũng không biết bao nhiêu nghìn một lượt. Nhưng mà nhìn trong video thì nó chung là rất là bé. Cho nên là có gì thì các bạn thông cảm cho tôi nhé.
Rất là đẹp luôn. Sau khi rượu tủ vị nó lên 5 men rồi đó. Trên chung rượu nó có váng. À, đây tôi nhìn đây này. Đấy, chung rượu này có váng như này này. Váng, nhìn chưa? Đây có nhìn sau được không? Sau khi rượu tủ lâu thì nó là trong... càng lâu thì rượu nó càng nhiều váng đấy à? Đây. Váng váng mốc váng meo này. Đấy cô nhìn trong dưới đáy. Dưới đáy à? Trong nhìn dưới đáy luôn. Ủ càng lâu rượu càng theo. Màu cái trên váng váng này là men à? Men à? Vâng, cái men. Chung nào cũng như chung nào. Chung nào cũng bóng váng. Thì đây nó là cái men. Mình ủ được lâu thì cũng không bị đau đầu. Nếu mà người nào mà muốn uống rượu chuẩn thì người ta phải nhìn rượu trong hay không, chứ còn bây giờ rượu nó đúng thì nó chỉ được vào tí đấy, nhìn chung là chung này là lâu rồi đấy đúng không? Mẹ tôi sẽ thưởng thức rượu. Đây là rượu ủ lâu năm nhá. Tôi sẽ thử. Rất là thơm các bạn ạ. Êm. Êm. Đây đến lượt bạn Thành Nhân thử nhá. Nào đến lượt Thành Nhân thử xem nào. Vậy đây là tôi sẽ thưởng thức rượu ủ lâu năm. Lâu năm. Thấy say rồi. Nhìn thấy say rồi, ngửi thì mùi đã thấy say rồi chứ. Thấy say rồi. Thôi cứ thử một tí xem nào. Người dưới 18 tuổi là khuyên các bạn là không nên uống rượu nhá. Giờ tôi sẽ thử. Rồi, cho cô Phương thử một hộp xem nào. Cắn ngắt. Cắn ngắt thì là uống rượu. Nhưng mà cô Phương đang thử rượu. Rượu rất là ngon mà êm, không bị sốc. Rồi. Vậy là tôi đã tham quan hầm rượu. Đây là rượu thuốc này. Đây, rượu thuốc. Tí cho anh đang giới thiệu xem. Thuốc này là sâm hạng sao ấy? Trông giống như kiểu nhà cái sâm đất à? Cái gì kiểu ấy nhỉ? Các loại rồi là dễ đinh lăng hay cái gì đấy?
Ngọc Cửu đúng không em nhỉ? Ngọc Cẩu, Ngọc Cẩu. Ngọc Cẩu này dễ đinh lăng này, rồi là đây ra đây xem anh đi giới thiệu đây là cái gì nhỉ? Đinh lăng này. Sâm cau. Sâm cau. Ờ, bảy lá một hoa. Ừ. Đây là sâm quý. Còn đây là bát thích. À, bát thích tím à? Là không phải, đây là ngọc cẩu. Trông giống bát thích tím. Ngọc cẩu. Anh nhìn cái trên quả có hai người này không mua ý chứ. Hàng lâu đời rồi dùng rượu. Trên đây đã phải thấy đây chính là những cái loại sâm nhá. Vậy là tôi và mẹ tôi với cả cô Phương đã thưởng thức rượu và tham quan hầm rượu. Hoa Hồng, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến lượt anh chủ nhà hàng. Anh Lộc. Chế biến các món ăn cho cả gia đình tôi rất là ngon. Đặc sản là cá hồi và gà sáu cửa. Và hôm nay gia đình tôi mới thử được cá hồi và gà sáu cửa. Hẹn một ngày gần nhất gia đình chúng tôi sẽ thử. Mẹ tôi đã thưởng thức thì mẹ tôi thấy uống rượu rất là ngon. Cô Phương thì uống rượu rất là ngon. Bác Việt thì uống rượu rất là ngon. Nani? Sao ạ? Bác Việt cảm nhận. Thế cảm nhận của bác là gì? Bác cảm nhận cái rượu này rất ngon. Rất ngon. Rất ngon. Nhưng mà có một cái để cái rượu này ngon hơn. Để rượu này ngon hơn. Cháu rót cho đây đồ đồ mát này nóng rồi đây đây rượu nóng đây gì nữa rượu. Tôi đã uống một ly rượu ở trên Mẫu Sơn rượu nghen lá, dân tộc nghen lá. Tôi đã uống một ly lạnh thì đã thấy là rất ngon, đã thấy rất ngon. Nhưng tôi thử cảm nhận một cái ly rượu mà được ngâm trong nước ấm, nước nóng để ấm cái ly rượu lên, ấm ly rượu lên thì sẽ xem nó như thế nào. Phải chờ 1-2 phút nữa để cái ly rượu này nó nóng lên mới cảm nhận được ly rượu này. Bây giờ ly rượu của tôi là chưa nóng, tôi sẽ uống thử một chút. Vẫn hơi, vẫn có cái hơi nồng của rượu men lá, vẫn hơi có hơi nồng của rượu men lá sộc vào trong mũi của tôi. Chờ một chút, chắc chắc cũng phải là chờ khoảng 2-3 phút
để cho cái ly và rượu nó nóng lên. Con mini mua một lít tờ chống thử bắt đầu hơi ấm lên. Có thấy cảm giác nó ngọt, nó ngọt, nó ấm. Sau khi cái ly của tôi ấm lên, ấm lên và phần rượu ở trong ly nó ấm lên, uống ngon hơn hẳn là để lại. Bác cảm thấy ngon chưa không? Tuyệt vời. Rồi. Tuyệt vời. Nên nhà hàng, nhà hàng thì hoa hồng, nhà hoa hồng ở trên đỉnh Mẫu Sơn, khi bán rượu cho khách mà bán loại rượu này, loại rượu này tôi không biết loại rượu gì, thì nên đổ vào một cái bình, đổ vào một cái bình hâm cho hơi nóng nóng lên, ngâm vào bát nước sôi này, ngâm bát nước sôi, khách uống sẽ thấy rượu này đang ngon tám thì nó sẽ thành ngon người. Rượu này ngon tám thành ngon người. Ok, thì cảm giác của tôi khi mà uống rượu thì nó chính xác là rất là đắng, đắng ghét luôn, cay đắng. Có biết vì sao là tôi uống rượu có đắng không? Bởi vì là tôi chưa đủ 18 mới uống rượu này nhá. Và đây là lần đầu tiên tôi uống thử, cảm giác rất là đắng. Đó.